Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 1534, thuần quân cõng kiếm. Thái cổ minh giới, băng phong vương quả. trong suốt thời gian qua, Thùy hỏa vẫn luôn ở đây, khắp người phủ tuyết lạnh. Sau khi đạo tổ ngã xuống, Thái sơ tử thần trở thành vị thần mạnh nhất vũ trụ thật chí còn vượt xa cả đạo tổ tạ mạt lăng. Dù ma đạo tổ sư có bản lĩnh, nhưng một thương mà y dùng để đánh bại hư không quân gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của y. Điều quan trọng nhất là năng lượng của tạc tinh cũng cạn kiệt sau một thương đó, vĩnh viễn không thể tái sinh. Đạo tổ hiện tại, chiến lược thậm chí còn không bằng một trí tôn đỉnh cao. Sự mờ nhạt của tặc tinh đánh dấu sự kết thúc của thời đại thuộc về ma đạo tổ sư tạ mạt lăng. Từ hỗn độn tới ma pháp, tạ mạt lăng thân hóa hy di 3.000 năm, nhưng 3.000 năm này vẫn là 3.000 năm của y. Sau khi thời đại ma pháp kết thúc, tôi nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo. Dẫn dắt đệ tử ma đạo trở lại đỉnh cao, theo đuổi con đường của đạo tổ, không ngừng vượt qua y. Trận chiến ở thiên quốc, đáng lý phải là đỉnh cao nhân sinh của tôi sau khi thời đại của tạ mạt lăng kết thúc lẽ ra tôi phải mở ra một thời đại đạo tàng mới không may là tôi lại phải nói lời tạm biệt với thế giới này tôi đã nghĩ mình là chủ nhân gánh vác số phận của tất cả chúng sinh không màng tất cả chiến đấu chống lại thiên đạo khi trận chiến kết thúc tôi đã hy sinh cả thân xác lẫn linh hồn nhưng cuối cùng tôi lại phát hiện mình chỉ là một vị khách tới từ phương xa giờ đây tôi muốn nói lời tạm biệt với thế giới này với tư cách là một vị khách tuyết bay đầy trời rơi xuống khôi giáp tử thần của Thùy hỏa hóa thành xương mù bốc lên xương hóa xương giá kết thành băng trong thời gian qua cô ấy đi khắp vạn cổ hư không trong vô số tinh đầu đều không tìm thấy tin tức về sự tồn tại của tôi cô ấy tới thăm tạ mạt lang ở quy hư và nữ đế ở em mờ phủ hai nơi minh mông tin tức đứt đoạn cuối cùng cô ấy mang theo thương tâm tuyệt vọng trở về minh hà sau khi minh hà mất đi vương tọa vốn thuộc về tử thần cũng bị hủy diệt lúc này thùy hỏa đang ở trong biển chết băng phong vạn lý cô ấy khắc phương tỏa trên đỉnh băng phong tắm minh hà đao xuống đáy biển minh hà từ lâu đã trở thành vùng đất chết không còn hành thi hay vong hồn những người bị lãng quên đã hoàn toàn bị lãng quên bộp bộp tiếng tuyết dày bị dày chiến dẫm lên có người đã in dấu chân trên mặt băng biển chết thùy hỏa vẫn thở ơ không để ý tới người đang tiếp cận từng bước biến chết là cấm địa của tử thần và những người có thể đặt trên lên đó ít nhất cũng phải có tu vi trí tôn vàng tới gần băng phong áp lực từ tử thần càng mạnh mẽ nhìn cao vạn cổ hư không có rất ít người có thể tự mình tới bên dưới lớp băng phong có thể từng bước đi lên đỉnh núi lại càng hiếm hơn thuần quân mặc áo choàng lông lớn giày chiến ngọc thạch sắc xanh băng giá lưng đeo một thanh trọng kiếm được bọc nhiều lớp đôi gò má non nớt năm xưa nay đã nhuốm đầy xương giá đôi mắt sâu thẳng không thể nhìn thấu kiếm là binh khí đại diện cho giết chóc trong khu vực của tử thần, cô phải thu lại toàn thân kiếm khí, như sợ đánh thức Minh Hà Đao đang ngủ say dưới đáy biển. Thuần quân, cội nguồn của vạn kiếm, không thể sánh được với Minh Hà Đao. Chỉ vì thanh đao này đã được phong thần cùng với thủy hỏa, đã vượt qua phạm chủ khí linh từ lâu. Thiên đạo sẽ chết, tặc tinh cũng sẽ trở nên mờ nhạt. Chỉ có thái sơ tử thần mới thể hiện được sức mạnh của mình trong thế giới đang dần điêu tàn. Cơ thể quỷ tàng, em mờ dương tuyệt diệt, thế giới ngày càng héo tàn, chúng sinh đều sẽ bị ảnh hưởng ngoại trừ tử thần. Cô ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, cho tới khi thế giới này không thể chứa nổi cô ấy nữa. Cũng tới lúc cô ấy không còn cách nào khác mà phải rời đi, nếu không, chúng sinh sẽ vì cô ấy mà chết hết. Thiên đạo làm chủ sự sống, tử thần cai quản cái chết. Lúc này sinh cơ đã không còn, còn ai có thể kiềm chế được sức mạnh của tử thần. Nói tóm lại, tử thần của chúng tôi là một tử thần vừa thiện lương lại, hời hợt. Cô ấy không có ý định giết hại vạn vật, cũng không có ý định thống trị chúng sinh. Thuần Quân đã tới dưới lớp băng phong, kéo theo áo choàng lông dài rộng leo lên từng bước trên đôi giày chiến bảo thạch. Gió thổi tóc cô tung bay, tuyết làm mờ đôi mắt cô. Đường lên đỉnh núi quanh co, từng lớp từng lớp, áp lực lớp sau mạnh hơn lớp trước. Lúc này Thùy Hỏa đã chìm vào giấc ngủ sâu, không nhận ra khí tức phát ra từ Thuần Quân, nên cũng không có chút khoan dung nào với cô. Gió lạnh như đao, cắt qua quân trang của Thuần Quân, cắt vào thân kiếm của cô hai mắt chua sót, nước mắt đầy mặt, dùng tay lau đi, băng giá phủ đầy. Một bước lại một bước, cuối cùng, thuần quân cũng leo tới đỉnh băng phong, bước tới trước vương tỏa của Thùy Hỏa. Nếu là trước đây, thuần quân nhất định sẽ hành đại lễ khi nhìn thấy Thùy Hỏa. Nhưng thuần quân lúc này không thể làm vậy, vì cô không tới một mình, cô còn mang theo một thanh trọng kiếm trên lưng. Thùy Hỏa vẫn còn say ngủ, tựa hồ còn chưa tỉnh dậy. Thuần quân không làm phiền cô ấy, cởi trọng kiếm trên lưng, tháo ra từng lớp phải bọc kiếm tay cô run run hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại kiếm được giải thoát ánh sáng như băng mặc dù không hề có sát ý nhưng kiếm khí vẫn gây ra dao động không gian mạnh mẽ ngay khi kiếm được đưa ra ngoài không khí nó ngay lập tức khơi dậy sự cảnh giác của minh hà đao dưới đáy biển chết minh hà đao bắt đầu thức tỉnh đao ý bộc phát các vết nứt mở rộng trên mặt băng của biển chết kiếm này là kiếm của ác ma do hư không quân để lại không thể đặt trên mặt đất bất kể thanh kiếm này xuất hiện ở đâu nó đều trở thành lời nguyền với mọi sinh linh. Hư không kiếm, vạn thiên sấm môn kiếm, hai thanh kiếm gãy hợp nhất, khiến thanh kiếm này mất đi chủ nhân trong thế giới của chúng tôi. Không ai có đủ tư cách nắm lấy chuôi kiếm, kể cả thuần quân. Cô chỉ có thể tháo kiếm xuống, cẩn thận cầm lấy lưỡi kiếm. Cảm nhận được kiếm ý xuyên thấu, Thùy Hòa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tháo mặt nạ tử thần xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thuần quân. Chỉ cần một cái liếc mắt, ánh mắt của Thùy Hỏa đã lập tức bị thu hút bởi thanh kiếm trong tay thuần quân. chương 1535, tạm biệt thế giới. Thân kiếm yêu Mỹ, dao động sự tà ác của ác ma, như kể lại sự bi ai của vạn thiên sấm môn kiếm. Đây là thanh kiếm khó mà diễn tả thành lời. Minh Hà đao từ đáy biển thức tỉnh, băng phong tan vỡ, đao khí bay lên. Cùng với làn sóng lớn đánh tới, Minh Hà đao bay ra từ đáy biển, từ trên không chém tới thanh kiếm trong tay thuần quân. Sức mạnh của đao to lớn, khiến mái tóc dài tung bay đối mặt với thanh kiếm như vậy tay cô vẫn giữ vững kiếm trong tay cũng bình tĩnh như nước vào lúc thanh đao sắp chạm vào lưỡi kiếm thùy họa đưa tay nắm lấy chuôi đao cây đao không cam lòng run rẩy trong tay cô phát ra tiếng kháng cự ở đáy vực thẳm thùy họa không để ý nhiều tới thanh kiếm này lúc ấy tâm trí của cô ấy đều hướng về phía tôi sau này thanh kiếm này đã bị quy luật thiên địa thu hồi nhưng dù mạnh mẽ như cô ấy cũng vẫn mơ hồ cảm nhận được thanh kiếm ẩn chứa sự tà ác bên trong lưỡi kiếm. Sự tà ác của hư không quân, vạn cổ hư không cũng khó mà thấy được. Thuần quân, đây là thanh kiếm của ác ma hư không quân sao? Thùy họa không chắc chắn hỏi. Đúng vậy, lâm tướng quân, kiếm sao lại ở trong tay cô? Thanh kiếm này thiên địa bất sung, nhưng không thể hủy diệt. Quy luật thiên địa quyết định đầy nó tới vùng hư không ngoại thiên. Trước khi lưu đầy, quy luật thiên địa yêu cầu tôi mang kiếm tới tạm biệt lâm tướng quân đây là kiếm của ác ma vì sao muốn cáo biệt với ta chỉ vì đây là thanh kiếm đã nhuốm máu của đạo tổ thân thể thùy họa lung lay lại nhìn thanh kiếm ánh mắt trở nên phức tạp căm hận thương tâm hồi ức tuyệt vọng đủ loại cảm xúc đang trộn lẫn với nhau thùy họa đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm cô muốn nhìn thanh kiếm kỹ hơn thanh kiếm của ác ma đã giết chết người yêu của cô kiếm vừa vào tay đã đốt cháy bàn tay thùy họa sau đó kiếm ý mạnh mẽ bắt đầu tấn công cơ thể cô, cố gắng tấn công thần hồn của cô. Chỉ mới cầm lấy chuôi kiếm một lát, thần hồn của Thùy Hỏa đã bị kiếm ý làm tổn thương. Thấy vậy, Minh Hà đao càng kêu vang dữ dội, muốn phân tranh cao thấp với thanh kiếm. Thùy Hỏa một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, một bên lạnh thấu xương, một bên nóng như thiêu đốt. Đột nhiên, Thùy Hỏa nhấn mày, hai tay cùng phát lực, đao kiếm va vào nhau. Chỉ nghe được tiếng chấn động dữ dội, đao cương kiếm khí bộc phát thành làn sóng năng lượng cực mạnh, thuần quân bị đánh văng về phía sau. Sau đó đỉnh băng rung chuyển, băng nứt ra, giống như cột ngọc đang sụp đổ, bông tuyết nổ tung bay đầy trời. Thùy Hỏa chịu đựng chấn động lớn nhất, nhưng cô vẫn nắm chặt chuôi kiếm không buông. Đỉnh băng sụp đổ, vương tỏa cũng bị gió tuyết thổi bay. Thùy Hỏa quỳ một chân, đám xuống cánh đồng băng rộng lớn của biển chết. Cô giấu Minh Hà đao dưới lớp băng, hấp thụ sức mạnh linh hồn lớn mạnh từ biển chết để chữa lành vết thương cô xoay ngược thanh kiếm của ác ma mũi kiếm xuyên qua tim của cô lâm tướng quân thuần quân hét lớn lao tới không sao ta không chết được ngài vì sao phải làm vậy thuần quân hỏi ta đã phó thác bản thân cho anh ấy vui cùng vui yêu cùng yêu sống đắp cùng chăn chết chôn cùng huyệt thanh kiếm này đã nhúm máu của anh ấy vậy cũng phải có cả máu của ta có thể đạo tổ còn chưa chết thuần quân ngập ngừng nói ta xuyên qua vạn cổ không có một tia ký ức nào Thế giới đang dần tàn lụi, tức là thiên đạo đã không còn nữa. Nhưng dù anh ấy không còn ở đây, ta cũng vẫn sẽ tiếp tục trông chừng nơi này. Ký ức của chúng ta được lưu trữ ở đây, và ta sẽ đợi cho tới khi anh ấy tới nơi tận cùng của thế giới. Thùy Họa nhẹ nhàng nói, thuần quân nghe xong rưng rưng nước mắt. Máu của cô ấy đã bị kiếm hấp thụ, nên tôi nhìn thấy được vệt đỏ xuyên qua mục kiếm. Sương đỏ dâng lên trước mắt tôi, tôi nghe được nhịp tim quen thuộc. Bi thương ập đến tôi đoán được thuần quân võng kiếm cùng thùy hỏa gặp mặt nhất định sẽ chạm tới nỗi đau của cô ấy nhưng tôi không ngờ được cô ấy lại quyết tuyệt như vậy tôi nghĩ tới sấm ngôn của cô ấy lưỡi đao sắc bén lấy đi sinh mệnh sức mạnh sẽ làm tổn thương linh hồn cô dùng kiếm đâm vào tim để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim từ bi của tử thần gọi là lãng quên nơi này quá tịch mịch ta sợ ta không đợi được thận thế đã quên mất anh ấy ta có thể quên mọi thứ nhưng ta không muốn quên đi anh ấy không có ai quên đạo tổ đâu thuần quân nghẹn ngào nức nở không mọi người sẽ chỉ nhớ tới tạ mạt lăng không phải anh ấy dù anh ấy có làm bao nhiêu chuyện khi người ta nhắc tới ma đạo tổ sư người ta vẫn sẽ nghĩ tới tạ mạt lăng ta tin không bao lâu nữa nhân gian này sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy giống như năm xưa đạo tàng không thể viết được tên của tạ mạt lăng vậy tại sao lại quên được ngài ấy ngài ấy là người đã đánh bại thiên đạo thuần quân nói ngươi không hiểu gần đây ta cũng mới bắt đầu hiểu được tạ lan nhất định sẽ bị lãng quên tại sao bởi vì anh ấy chưa từng thuộc về thế giới của chúng ta đối với thế giới của chúng ta anh ấy chỉ là một ngôi sao băng chỉ là ngôi sao băng này quá trói mắt để lại trong lòng mọi người ký ức không thể xóa nhòa nhưng ngôi sao băng ấy dù sao cũng chỉ là sao băng không biết từ đâu tới cũng không biết nó sẽ đi đâu nói vậy thì đạo tổ cũng quá vô tình rồi tạ mặt lăng vô tình nhưng ông ta chỉ thân hóa hy di, thiên địa đồng quy. Ông ta vẫn ở trong thiên địa, tạ lan vô tình, so với ông ta còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Thuần quân im lặng, có chân tướng mà cô muốn nói, nhưng lại không thể nói. Trước khi tới, quy luật thiên địa đã dặn cô không được tiết lộ chân tướng tôi bị giam trong ngục kiếm. Im lặng hồi lâu, thuần quân hỏi, ngài có hận ngài ấy không? Ta không hận anh ấy, nếu ngài đã nói ngài ấy vô tình, sao lại không hận? Cô chỉ là một thanh kiếm, đương nhiên không hiểu yêu hận. Thật ra ta và ngươi cũng giống nhau, không có anh ấy, ta chỉ là một cô hồn trong hoàng hà, nào nói tới yêu hận. Ta không hận anh ấy, ta chỉ tiếc vì đã không thể đi theo anh ấy. Nói xong, Thùy Họa rút kiếm ra khỏi ngực, thanh kiếm nhuốm máu của tử thần, thân kiếm không ngừng rung động, cuối cùng để lại dấu ấn rắn nuốt đuôi tượng trưng cho tử thần Minh Hà trên thân kiếm. Rắn nuốt đuôi, đại biểu cho âm dương tan biến, Thùy Họa đưa tay về phía hư không, nắm lấy một miếng tử mộc từ Minh Hà, dùng ý niệm khắc thành bao kiếm. Sau đó, cô tra kiếm vào bao, trao trả lại cho thuần quân. Sau cùng, Thùy Họa quay lưng, đi về phía biển chết tầng tầng lớp lớp băng giá. Nhìn thân ảnh Thùy Họa ngày càng xa, cô rốt cuộc không nhịn được nói lớn, lâm tướng quân, ngài nhất định phải đợi được. Ta sẽ đợi anh ấy, nhưng không đợi quá lâu đâu. Thuần quân cầm kiếm, sững sờ đứng đó. Phải rất lâu cô mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thùy Họa. Cho dù kiếm có cắt đứt mọi thứ, làm sao có thể cắt đứt liên kết giữa hai trái tim. Lúc này, nhiệm vụ của thuần quân cũng kết thúc, quy luật thiên địa cho tôi 7 ngày, tôi chỉ dùng nó để tới gặp Thùy Hỏa. Đôi khi, gặp một người cũng như đã gặp cả thế giới. Nói tiếng từ biệt với một người, cũng tựa như đã từ biệt với cả thế giới. Những gì cần nhớ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nguyên Duệ, Kiêm Hà, Tạ Mạt, Tạ Lăng, Tuyết Dương, Ngạo Phong, A Lê. Ma Đảo, thuần quân đem kiếm tới bên rìa vũ trụ với sự giúp đỡ của quy luật thiên địa, tiếp dẫn tinh quang bao la, cùng với sức mạnh canh kim và thân kiếm, dùng sức ném thanh kiếm về phía thiên ngoại. chương 1536, Đại kết cục Tử ý ở vùng đất tà ác mỗi ngày một thêm nồng nặc, ban đầu chư thần vốn không muốn quay lại để tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi thấy bộ xương ở nơi này càng lúc càng trở nên hùng mạnh thì bọn họ đã chẳng còn dũng khí tới thăm dò nữa rồi. Cho đến một hôm, làn xương xám xịt bắt đầu đổi màu, sắc xám càng lúc càng đậm hơn, Cùng lúc này, tự ý ở vùng đất tà ác cũng co rút vào trong, bóng đêm ập xuống, phong tỏa hoàn toàn mọi thứ ở đây. Vào lúc bóng tối phủ kín vùng đất tà ác, bất kể là pha lê vĩnh cửu trên đỉnh núi thánh hay pha lê ác ma trong tay hư không quân đều mất đi khả năng cảm ứng thực địa. Hư không quân muốn dùng thần niệm trực tiếp lục soát vùng đất tà ác, thế nhưng ngay cả bậc cao thủ đã đạt đến cảnh giới như ông ta cũng không có cách nào nhìn thấu. Bóng tối bao trùm khắp vùng đất tà ác, phong ấn mọi thứ bên trong nó. Không một ai có thể biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đó, cũng không một ai dám động đến những cấm kỵ bên trong. Cứ như vậy qua một thời gian dài thật dài, dài đến nỗi trên cây thế giới đã mọc ra một hạt giống thế giới vĩnh hằng mới. Hạt giống này cũng hoàn mỹ không chút khuyết điểm giống như kẻ tiền nhiệm của nó. Vì hạt giống thế giới vĩnh hằng trước đó đã bị hư hại nên các vị thần đã đặt tên cho hạt giống mới này là Hy vọng. Vỏ ngoài của Hy vọng kiên cố vô cùng, chẳng khác nào nồi đồng cối đá mặc cho các vị thần có dùng bao nhiêu biện pháp cũng không cách nào phá vỡ được lớp vỏ của nó nếu cứ như vậy nó sẽ không thể phát triển thành một thế giới mới hy vọng cũng biến thành tuyệt vọng mãi cho đến một ngày kia có một thần minh vì phạm phải điều cấm kỵ nên bị trục xuất khỏi núi thánh trong lúc lang thang ở danh giới của thần vực nhặt được một thanh kiếm vị thần minh này bình sinh vốn là kiếm thần ngay lập tức liền nhận thấy có gì đó khác biệt ở thanh kiếm này ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm hoàn mỹ như vậy ở thần vực vĩnh hằng thanh kiếm vừa tỏa ra ánh sáng thánh thiện và cao quý mặt khác lại là bóng đêm u ám toát ra hơi thở tà ác thuộc về ma quỷ thanh kiếm này đồng thời sở hữu thần tính của một vị thần và cả ma tính của một ác ma hơn thế còn đạt đến trình độ cân bằng hoàn hảo điều khiến vị thần này chấn động kinh ngạc nhất ấy chính là ông ta thực sự cảm nhận được sự tồn tại của một sinh mệnh bên trong thanh kiếm chuyện này khiến vị thần bối rối khó hiểu vô cùng một thanh thần kiếm mạnh mẽ oai phong nhường này sao có thể bị đánh rơi ở đây là linh hồn của ai bị giam cầm bên trong thanh kiếm ấy? Vị thần không thể dùng tay của mình chạm vào chuôi kiếm, ông ta cảm thấy bản thân không xứng làm chủ nhân của thanh kiếm đó. Tuổi thọ của ông ta không nhiều, thần tính cũng sắp sửa cạn kiệt. Những tội nghiệt phạm phải khi còn trẻ trải qua vô số ngàn năm cũng đã được chuộc hết. Thời khắc hấp hối này, điều ông muốn làm nhất là được trở về núi thánh, quỳ trước cây thế giới và sám hối. Đồng thời mong rằng sau khi chết đi, linh hồn của mình có thể yên nghỉ trên cây thế giới. Thế nhưng vị thần biết, nếu bản thân không có công đức, các vị thần sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ông ta. Núi Thánh ở ngay trước mặt, thế nhưng bản thân lại chẳng có tư cách lên núi. Nhưng nếu ông ta có thể mang thanh kiếm này trở lại núi Thánh, ông ta chắc chắn sẽ nhận được sự lượng thứ của chúng thần. Thanh kiếm này oai phong mạnh mẽ, có thể chặt đứt bóng đêm, mang bình minh đến. Đáng tiếc là, ông ta không thể khống chế được kiếm, cũng không cách nào mang nó về núi Thánh được. Vị thần bị đầy ải ở lại bên thanh kiếm, ngày qua ngày dùng thần niệm chạm vào thân kiếm cố gắng thiết lập mối liên hệ với linh hồn bị giam cầm bên trong nó thế nhưng thanh kiếm này cứng cỏi vô cùng chặt đứt tất cả mọi nỗ lực tiếp xúc vị thần không nhận được sự giúp đỡ của người bên trong thanh kiếm chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm ra giải pháp cuối cùng ông ta quả thực nghĩ ra một cách kiếm khí này quá mạnh tôn quý vô cùng không một ai có thể làm chủ nhân của nó ông ta biết bản thân vĩnh viễn không có tư cách không chế thanh kiếm thế nhưng ông ta có thể làm kẻ địch của nó Thế là vị thần bị đày ải xoay người về phía mũi kiếm, để thanh kiếm lao thẳng vào trái tim. Ông ta dùng cách này để mang kiếm đi, lê từng bước từng bước về phía ngọn núi thánh. Bất cứ nơi nào ông đi qua, máu thần rơi xuống đều biến thành đóa hoa sen vàng nở rộ. Cuối cùng, vị thần bị đày ải mang theo thanh kiếm đến chân núi thánh, ngước nhìn lên cây thế giới. Có vị thần khác phát hiện ra ông ta, vội đến ngăn cản. Thế nhưng sau khi chúng thần nhìn thấy thanh kiếm trên người vị thần kia, bọn họ ngay lập tức liền hiểu được mục đích của ông ta, lại vì ông ta mà mở một lối đi. Dưới ánh mắt của chư thần, vị thần bị đầy ải đã leo lên đỉnh núi thánh. Từ danh giới của thần vực đến đỉnh núi, cơ thể còn cắm một thanh kiếm, máu trên người không ngừng chảy, sự sống trong ông ta đã sớm hao kiệt. Trên thực tế ông ta đã sớm vong mệnh khi còn ở dưới chân núi thánh, là ý chí và linh hồn đã giúp ông ta lên núi. Khi vị thần bị đầy ải cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, ý chí của ông ta gần như đã kiệt quệ, Ông thành kính quỷ dưới gốc cây thế giới, chúc toàn bộ sức mạnh linh hồn cuối cùng của mình để giúp thanh kiếm hoàn hảo đang xuyên trước ngực ra, cắm nó xuống đất. Sức sống bị dập tắt, ý chí hao kiệt, sức mạnh linh hồn cũng cạn khô. Ngay khi các vị thần cho rằng ông ta cứ như vậy mà ngã xuống, một luồng ánh sáng xanh như pha lê đột nhiên chiếu ra từ cây thế giới. Ánh sáng xanh bao bọc lấy cơ thể vị thần, trong nháy mắt đã chữa lành vết thương cho linh hồn và thể xác của ông ta. Chẳng mất bao lâu sức mạnh như sóng chiều của vị thần bị đày ải một lần nữa đã quay trở lại các vị thần đều vì thế mà kinh ngạc vô cùng ngay cả người được ban thưởng kia cũng sửng sốt không thôi ông ta đến đây chỉ vì muốn rửa sạch tội nhiệt của bản thân để linh hồn được cứu rỗi nhưng thật không ngờ lại được cây thế giới ban phước ngươi đã biết tội của mình chưa một giọng nói vang lên từ trên cây thế giới các vị thần ngẩng đầu lên nhìn thấy một nàng tiên khoác áo lụa xanh từ trên cây bay xuống nàng ấy có một đôi mắt rực rỡ lấp lánh Ánh sáng ngập tràn trong mắt, làn da nhẵn nhụi trắng nõn như ngọc, trời sinh đã có phù văn thần thánh bao bọc. Đôi tai nàng ta vừa dài vừa nhọn, có thể lắng nghe cả thế giới. Các vị thần đã nhận ra thân phận của tiên tử này, biết được cô là tinh linh sứ giả trên cây thế giới. Lời nói của cô tượng trưng cho ý chí của cây, cầu xin sự khoan thứ của cây thế giới. Vị thần bị đầy ải quỳ xuống đất, thành kính nói: "Ngươi và cả thần tộc của ngươi tội vốn không thể tha." Bởi vì các ngươi đã không bảo vệ được kiếm hồn sinh ra từ cây thế giới, khiến cho cây thế giới phải lấy làm hổ thẹn, làm cho toàn bộ thần vực Vĩnh Hằng rơi vào chiến hỏa liên nguyên, phân tranh không ngừng, không có lối thoát. Tuy nhiên, bây giờ ngươi có một cơ hội chuộc lấy tội nghiệp của mình." Tinh Linh sứ giả nói, "Xin sứ giả chỉ dẫn, hãy rút thanh kiếm hoàn mỹ trên mặt đất kia lên, dùng nó để chém rách hạt giống của cây thế giới Vĩnh Hằng. Nếu ngươi có thể làm được, cả ngươi và thần tộc của ngươi sẽ lấy lại được vinh quang trên đỉnh núi thánh này." mà ngươi cũng vì thế mà được phong làm vua của các vị thần. Nếu như tôi thất bại thì sao? Vị thần bị đày ải lại hỏi. Nếu như ngươi thất bại, núi thánh cũng sẽ không thu nhận xương cốt của ngươi, linh hồn ngươi sẽ mãi mãi không được an nghỉ trên cây thế giới. Vì sao? Bởi vì nếu như ngươi thất bại, cây thế giới chắc chắn cũng bị hư không quân hủy diệt. Từ nay trở đi thần vực sẽ trở thành thiên đường của ác ma. Nghe thấy lời này của tinh linh sứ giả, vị thần bị đày ải sướng suốt vô cùng. nguồn bản dịch này tại bạch ngọc sách. Ông ta không ngờ được, tinh linh sứ giả lại đem toàn bộ trọng trách bảo vệ cây thế giới lên người mình. Lúc này ông ta đã đoán được hạt giống của thế giới vĩnh hằng mà tinh linh sứ giả muốn ông ta chém vỡ chính là hy vọng. Chỉ khi phá bỏ được vỏ ngoài của nó mới có thể mang lại hy vọng thực sự cho thần vực. Tôi không có tư cách trở thành chủ nhân của thanh kiếm này, vì sao lại giao trọng trách này cho tôi? Vị thần bị đại ải hỏi, ngoại trừ ngươi, không ai khác có thể làm được, bởi vì đây chính là nhân quả của các ngươi. Hắn vì ngươi mà chết, Tất cũng vì ngươi mà sống." Lời này của Tinh Linh sứ giả giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng thức hải của vị thần. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được thần hồn bị phong ấn bên trong thanh kiếm thuộc về ai rồi, đó chính là kiếm hồn năm xưa. Nghĩ đến đây, vị thần bị đầy ải không còn do dự chút nào nữa, ông ta dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra, dùng hết sức lực toàn thân chém một nhát vào hạt giống của thế giới vĩnh hằng. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, trời sụp đất nứt. Núi Thánh rung chuyển, vô số lá cây từ trên ngọn cây thế giới rơi xuống ánh sáng rực rỡ được tạo ra bởi sự va chạm dữ dội giữa thanh kiếm hoàn mỹ và hạt giống của thế giới vĩnh hằng như muốn thiêu cháy con mắt của các vị thần thắp sáng toàn bộ thần vực sau một hồi nổ tung núi thánh rơi vào trạng thái im lìm chết chóc yên tĩnh đến độ không có bất kỳ âm thanh nào chỉ nghe thấy tiếng lá rơi không ngừng sự im lặng này kéo dài rất lâu cho đến khi một tiếng cạch nhẹ phát ra từ thân kiếm giống như xiềng xích bị chặt đứt sau đó lại là một âm thanh giòn vang một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ cứng cáp không gì phá được của hạt giống thế giới vĩnh hằng ngay khi vết nứt vừa phát sinh một linh hồn nhanh nhẹn từ trong thân kiếm chui vào hạt giống của cây thế giới cướp lấy toàn bộ sinh lực và sức sáng tạo của hạt giống để sử dụng cho riêng mình các vị thần sửng sốt há miệng nhìn những gì đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ không biết linh hồn đó thuộc về ai chỉ biết rằng tinh linh sứ giả không hề ngăn cản vì vậy nên họ cũng tiếp tục im lặng lại một đạo ánh sáng xanh khác chiếu ra từ cây thế giới, bao phủ lấy hạt giống. Sau đó, hạt giống cây thế giới lập tức bén rễ và nảy mầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sinh ra một nụ hoa. Nghe kìa, đó là tiếng hoa nở, có một người đàn ông khoanh chân ngồi giữa nhụy hoa, dáng vẻ giống hệt kiếm hồn năm đó, nhưng lại là một người đàn ông tuấn tú mang theo sương gió thăng trầm của cuộc đời. Người ấy vẫn đang im lặng, dường như còn muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ cả vạn năm. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc bóng đêm ở vùng đất tà ác ngưng tụ thành một vòng xoáy, đôi mắt của người đàn ông đó đã mở ra. Anh ta đứng dậy, vươn tay ra, thanh kiếm hoàn mỹ kia đã bị anh ta nắm chặt trong tay. Sau đó, anh ta nhấc kiếm bước về phía vùng đất tà ác. Cùng lúc đó, một người phụ nữ từ trong vòng xoáy tối tăm của vùng đất tà ác đang bước về phía núi thánh. Cô gái ấy có một mái tóc đen dài và đôi mắt đen long lanh, trên người khoác một bộ quần áo màu đen, trong tay cầm một thanh đao dài, cực kỳ không cân xứng với dáng người của mình. Bất luận là chư thần trên đỉnh núi thánh hay hư không quân trên đảo ác ma lúc này đây thần niệm đều đang khóa chặt lấy người đàn ông và người phụ nữ này. Tất cả đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người đó tương phùng, bọn họ sẽ mang đến cho thần vực điều gì. Người đàn ông và người phụ nữ đều bước đi rất chậm, nhưng dù cuộc hành trình có xa đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ đến đích. Cuối cùng, hai người họ cũng gặp được nhau, bước đến trước mặt đối phương. Người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại khó giấu nổi nỗi vui mừng. Cuối cùng, niềm vui này vẫn rơi xuống, biến thành nụ cười ngọt ngào lộ ra hai lúm đồng tiền. Dù sinh tử hay xa cách, đã cùng người hẹn thề ước nguyện, cùng nắm tay nhau qua tất cả, hai ta chọn đời chọn kiếp không lìa xa. chương 1537, phiên ngoại 1 Thế giới đang ngày càng khô cằn cạn kiệt, người bình thường gần như không phát giác ra mối nguy hại này, chỉ những cường giả đã sống lâu và sẽ tiếp tục sống lâu hơn nữa mới có thể lĩnh ngộ được. Đối với con người và vạn vật sinh linh tồn tại trên đời, Cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi khác thường. Cuộc chiến Thiên Đạo đã kết thúc từ lâu, nỗi đau có sâu cách mấy thì những vết sẹo cũng sẽ được xoa dịu theo năm tháng. Cuộc sống của nhân tộc đã quay trở lại thời điểm trước thời đại mặt pháp, Thiên Đạo không còn nắm quyền kiểm soát, chư thần cũng phải đi ẩn náu. Dân số suy giảm, thời gian thấm thoát thoi đưa, tình hình dần đi vào ổn định, cũng từ từ lấy lại dáng vẻ hưng thịnh của ngày xưa, thậm chí còn không ngừng phát triển theo từng ngày. Thế giới đang khô cằn, dân số ngày càng đông gây ra nhiều sự cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên, có thể đoán trước được, chẳng bao lâu nữa, chiến tranh giữa người với người sẽ bắt đầu nổ ra, sau đó khắp nơi sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chiến tranh không bao giờ kết thúc, tai họa không có ngày được yên. Mặc kệ là ai nắm giữ thiên đạo, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh tàn khốc. Nhân loại sớm đã không còn tương lai, nên dù mọi chuyện có thể được dự đoán trước, đều sẽ trở thành bi kịch. Tài nguyên cạn kiệt không thể hỗ trợ cho thời đại văn minh khoa học công nghệ của nhân tộc, lần này thời kỳ mạt Pháp tái xuất, dường như chỉ sau một đêm đã khiến nhân gian tụt lùi hàng trăm năm, quay trở lại thời đại nền văn minh nông nghiệp, nơi nam chồng ruộng nữ dệt vải, con người đấu đá tranh giành lẫn nhau. Khi tài nguyên không thể tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển vượt trội của nền văn minh nhân loại, thì lựa chọn duy nhất chính là quay trở lại thời kỳ đồ đá. Thế giới đang từng bước rơi vào hố sâu hủy diệt, nếu như đã không có cách nào ngăn chặn nó, thì chúng ta chỉ đành tận dụng mọi biện pháp làm chậm quá trình đó càng lâu càng tốt chư thần không còn can thiệp vào việc dưới phàm trần đạo giáo quyết định trở về tổ đình lẩn tránh thế sự minh giới chỉ chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của lục đạo luân hồi kết quả là người duy nhất còn lại có thể tiếp tục ổn định trật tự ở nhân gian chính là ma đạo quy khư chúng sinh bình đẳng không phân biệt giống loài ma đạo hành tẩu trên nhân gian chỉ làm theo lời dạy cứu thế giúp người của vị sáng lập ra ma đạo đã căn dặn tuy nhiên chỉ những đệ tử bình thường của ma đạo mới nhập thế những chiến binh có đạo Pháp tu vi đạt đến cấp độ thượng thừa vẫn kiên quyết ở lại quy khư, tôn trọng thỏa thuận của thời đại mạt Pháp. Những đệ tử trần tục này đều có đạo hành tu vi dưới cảnh giới nguyên thần, giống hệt như trước khi đàm cửu long lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu chư thần không ban phát thần uy xuống nhân gian, thì sẽ không bao giờ có bất kỳ phép thần thông đặc biệt xuất hiện ở nhân gian cả. Tu hành đạo môn gồm 6 cấp bậc, tâm linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo và thiên tôn cảnh giới huyền quan là đỉnh phong của giới tu hành hiện nay. Việc hạn chế tu luyện không chỉ vì chịu ảnh hưởng từ thời mặt Pháp, mà còn liên quan mật thiết đến linh khí của trời đất ngày nay. Sau cuộc chiến thiên đạo kết thúc, linh khí của trời đất gần như cạn kiệt, cho dù không đề ra bất cứ hạn chế nào, người tu hành ở nhân gian cũng không còn đủ khả năng dựa vào tu vi của bản thân để tấn thăng cảnh giới. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, nhưng bây giờ con đường tu đạo quả thực rơi vào ngõ cụt, cũng không còn bất kỳ tin tức gì về thần linh, cho nên việc phàm nhân tu tiên đã trở thành truyền thuyết do người xưa kể lại mà thôi. Thực ra, thời đại mạt pháp tái xuất, chúng sinh đều tựa hồ quên đi một phần ký ức của trong đầu. Tử thần kiểm soát trí nhớ, theo truyền thuyết kể rằng, lý do chúng sinh bây giờ đã quên đi một phần ký ức của mình là do Lâm Thùy Hỏa, Thái Sơ Tử Thần của minh giới đứng đằng sau vụ việc. Thái Sơ Tử Thần cho rằng, những ký ức liên quan đến Tạ Lan mà đạo tổ sư bắt buộc phải bị xóa bỏ. Ban đầu việc này bị nữ đế lên tiếng phản đối gay gắt, Nữ đế nhận định rằng Tạ Lan đang tiếp quản vị trí thiên đạo, xóa bỏ ký ức về anh ấy cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận sự tồn tại của thiên đạo, làm như vậy sẽ khiến chúng sinh mất đi sự kính sợ trong lòng. Vì vậy, nữ đế kiên quyết từ chối lời đề nghị của tử thần, cho đến khi tử thần rút đao minh hà. Cô ấy đã cho nữ đế hai sự lựa chọn, đồng ý cho cô ấy nhúng tay vào lục đạo luân hồi để xóa bỏ mọi ký ức của nhân gian về Tạ Lan, hoặc là cô ấy sẽ dùng đao chém đứt sông vong xuyên. Năm xưa phá quân sông thẳng xuống MT, dùng một nhát đao thẳng tay chém đứt sông vong xuyên suốt 500 năm. Giờ đây, MT chắc chắn không đủ sức chống chọi với thanh đao minh hà của tử thần. Nữ đế lâm vào thế khó xử, nên đã sai mạnh bà thiên tôn cất công lặn lội đến quy khư cầu cứu. Ở quy khư bây giờ, tạ mạt lăng và phá quân hộ pháp thiên tôn đã quy ẩn nơi xa, khương tuyết dương bế quan, mọi chuyện do tạ ẩn chính tay tiếp quản. Tạ ẩn nhận thư cầu cứu của nữ đế, biết đây không phải chuyện nhỏ, Tuy hiện giờ cô ấy chính là ma đạo tổ sư, nhưng cô ấy tự hiểu mình không đủ tư cách thuyết phục Thùy Họa đổi ý, chỉ đành thỉnh cầu Khương Tuyết Dương xuất thế. Tử thần và Khương Tuyết Dương gặp nhau trong điện U Minh. Vốn dĩ nữ đế còn tưởng Khương Tuyết Dương tinh thông quy luật trời đất, sẽ cố hết sức khuyên ngăn tử thần đừng làm chuyện dại dột nào ngờ Khương Tuyết Dương lại tán đồng với lời đề nghị hết sức hoang đường của tử thần. Khương Tuyết Dương, cô có biết, nếu một sự thật bị che giấu, sẽ lộ ra một sự thật khác hay không hả? Nữ đế gần giọng hỏi không biết sự thật khác mà nữ đế đang nhắc đến là gì khương học dương nhẹ nhàng hỏi tạ lan cậu ấy chưa bao giờ là người của thế giới chúng ta nếu xóa hết ký ức liên quan đến cậu ấy ở thế giới này đồng nghĩa với việc xóa bỏ tọa độ của cậu ấy ở nhân gian cái ta muốn chính là kết quả này chỉ khi nào hoàn toàn cắt đứt nhân quả của anh ấy ở nhân gian anh ấy mới có cơ hội tái sinh ở thế giới bên kia nếu không anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại thùy họa lạnh lùng nói Ta chỉ lo lắng nếu thật sự cắt đứt toàn bộ nhân quả ở nhân gian, sau này cậu ấy sẽ không chịu quay lại nữa. Nữ đế nghẹn ngào nói, không đâu, cho dù không có tọa độ, ta tin anh ấy vẫn sẽ trở về. Tuyết Dương cam đoan, tại sao chứ? Nữ đế ngơ ngác hỏi, bởi vì cho dù chúng sinh trong lục đạo đã quên đi anh ấy, thì vẫn còn chúng ta nhớ đến anh ấy. Chỉ e là các cô không thể đợi đến ngày đó đâu. Nữ đế thở dài buồn bã nói, cuối cùng nữ đế đành chọn cách thỏa hiệp, chỉ sau một đêm, mọi thứ liên quan đến anh ấy ở nhân gian đều biến mất không còn dấu vết bao gồm cả những ghi chép được thế hệ sau cất giữ trong đạo tàng đều trở bị xóa sạch đệ tử của ma đạo vạn kiếp thiên hồng tuy nhiên đạo tổ của họ giống như một ngôi sao băng vụt qua màn đêm chỉ bừng sáng trong thoáng chốc trung quy không thể tồn tại vĩnh viễn từ đó trở đi ký ức về anh ấy chỉ còn lại trong lòng của một vài người và khi những người ngày gần đất xa trời ngày càng ít người nhớ đến anh ấy hơn sau khi rời khỏi mt Tuyết Dương và Thùy Họa từ biệt nhau. Thùy Họa, nếu tôi không đợi anh ấy trở về, khi cô gặp lại anh ấy, mong cô giúp tôi nói với anh ấy một câu." Tuyết Dương thì thầm nói. "Là câu gì?" Thùy Họa lặng lẽ hỏi. "Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, chính khi tôi sống trong huyền quan của anh ấy." "Câu này, cô nên tự mình nói với anh ấy khi hai người gặp nhau thì hơn Thùy Họa kiên quyết nói. Tôi lo mình sẽ không thể đợi đến ngày đó." "Ngày đó cũng không xa lắm đâu, nếu người chồng quên đường về nhà, thì người làm vợ là tôi đây đương nhiên sẽ dẫn anh ấy về rồi. Nhưng anh ấy đang ở thần vực Vĩnh Hằng, làm sao cô tìm anh ấy về được? Ha ha, muốn đến thần vực Vĩnh Hằng bộ khó lắm hả? Đừng quên trong mắt tử thần, chưa bao giờ có thứ gì tồn tại vĩnh cửu hết, ở đâu có cái chết, ở đó có bóng dáng của tử thần. chương 1538, phiên ngoại 2 Sau khi một thời gian dài chiến đấu với rồng, anh hùng tự khắc cũng biến thành rồng. Khi một người nhìn chằm chằm vào vực thẳng, vực thẳng cũng đang quan sát người đó bất luận là con người hay là thần linh đều ngoan ngoãn tuân theo hai quy luật này đây chính là cách mà hư không đại quân ra đời năm xưa hư không đại quân là chiến binh mạnh nhất trong thần vực vĩnh hằng hắn ta tồn tại để bảo vệ cây thế giới đồng thời bảo vệ vô số thế giới song song được kéo dài từ cây thế giới vạn vật đều đối lập nhau có sự sống ắt có cái chết có sáng tạo ắt có hủy diệt hạt giống của tỷ vạn năm cây thế giới đã tái tạo vô số thế giới song song những thế giới này không thể tồn tại mãi mãi bởi vì ngay cả một thế giới năm chiều cũng không thể luôn luôn chứa đựng nhiều thế giới song song hơn được chính lúc này ý chí hủy diệt đã xuất hiện sự ra đời của ý chí hủy diệt đã sử dụng sức mạnh tà ác và điên loạn gieo rắc thảm họa này đến tai ương khác cho thế giới song song đồng thời cũng sinh ra vô vàn ác ma hung hãn hư không đại quân còn là người bảo vệ thần vực vĩnh hằng đồng thời cũng là chiến binh mạnh mẽ nhất trong số các cường giả tồn tại thời bấy giờ trong cuộc đối đầu với ý chí hủy diệt hắn ta giữ chức thống soái nhận trách nhiệm lãnh đạo những chiến binh bảo vệ thần giới hắn ta du hành qua vô vàn thế giới song song trong không phận năm chiều hăng hái chiến đấu chống lại lũ ác ma do ý chí hủy diệt tạo ra tuy nhiên cuộc chiến này ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ không bao giờ có hồi kết chiến tranh không bao giờ kết thúc tai họa không bao giờ chấm dứt lũ ác ma mãi mãi không bao giờ ngừng việc giết chóc bừa bãi điều quan trọng nhất là nhờ trải qua vô số trận chiến tàn khốc hư không đại quân đã kiểm chứng được một sự thật, đó là chỉ cần cây thế giới không đổ xuống, thì ý chí hủy diệt sẽ không thể nào tiêu diệt được tất cả các thế giới song song đang tồn tại. Mỗi khi ác ma thành công tiêu diệt được một thế giới, cây thế giới vĩnh hằng sẽ tạo ra một thế giới mới trong dòng thời gian mới. Sự thật tàn khốc này khiến hư không đại quân bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của việc chiến đấu mà hắn dùng cả đời để cống hiến, đổ biết bao xương máu để bảo vệ. Một khi suy nghĩ này đã bén dễ trong đầu, sẽ dễ dàng khiến người ta xa đọa và hư không đại quân chính vì lo nghĩ quá độ, mà từng bước rơi xuống vực thẳng không đáy. Hắn ta bắt đầu tin rằng cuộc chiến này hoàn toàn vô nghĩa, thủ phạm thực sự gây ra chuỗi tang thương không hồi kết, không phải là ý chí hủy diệt, mà là chính cây thế giới. Người ta thường nói, trật tự luôn dựa vào chiến tranh để cân bằng thế lực. Mà hắn ta và những người anh em bất hạnh hy sinh trong trận chiến đẫm máu, đều là nạn nhân cho việc duy trì sự cân bằng mỏng manh này. Điều đáng tiếc nhất là, kiểu hy sinh vô nghĩa này sẽ luôn tồn tại tận mãi về sau, họ bắt buộc phải tiếp tục chết đi, mới có đủ tư cách tranh giành quyền được sống cho những sinh mạng mới. Thứ được xưng là thần vực vĩnh hằng không hề có nghĩa là vĩnh hằng, hắn chỉ đang liên tục quằn quại giữa động thái giữ vững cân bằng, giữa sự sống và cái chết mà thôi. Đây đúng thật quá bất công, tại sao họ lại phải đánh đổi tu vi hàng tỷ vạn năm, chỉ để tìm kiếm chút cơ may sống cơ chứ? Họ đã trải qua những trận chiến cam go, tại sao vẫn ép họ liều mình chiến đấu cho đến chết? Vì nhận ra sự bất công của quy luật này, chiến binh mạnh nhất trong thần vực lúc bấy giờ, hư không đại quân đã dứt khoát quay lưng, từ bỏ cây thế giới. Sau khi sa ngã, hắn cùng với quân đoàn dưới chướng mình rời khỏi thần vực vĩnh hằng, kế thừa ý chí hủy diệt trong hư không, trở thành hư không đại quân. Từ đó, hư không đại quân đã dẫn dắt người của mình chinh phục thế giới, hợp sức đám ác ma tàn bạo, tiêu diệt vô vàn thế giới, càn quét mọi vật cản đường. Sự phản bội của hư không đại quân khiến cây thế giới lần đầu tiên cảm thấy bất an. Cây thiêng vốn được xem mang trong mình thần vực vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ đổ xuống, lần đầu tiên cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Nó bắt đầu kêu gọi các chiến binh đứng lên bảo vệ nó cũng như toàn bộ thần vực. Tuy nhiên, hư không đại quân đã quay lưng lại với thần giới, đồng thời làm xa đọa hủ bại tấm lòng của chư thần. Từ đó thần giới rơi vào hỗn loạn, chia thành ba phe lớn. Một bộ phận quyết tâm bảo vệ cây thế giới cho đến chết, một bộ phận thờ ơ đứng bên cạnh âm thầm quan sát, một bộ phận đang dần biến thành hư không đại quân khi sức mạnh của hư không đại quân ngày càng đáng sợ thế giới mới được cây thế giới sinh ra đã thua xa tốc độ hủy diệt của hắn cùng lúc đó bóng tối bắt đầu giáng xuống thần giới cây thế giới dần dần khô héo nhìn thấy thần vực vĩnh hằng sắp rơi vào thảm cảnh diệt phong chính lúc này cây thế giới đã đưa ra quyết định nó gọt những cành cây của chính mình xuống để chế tạo ra một thanh kiếm đồng thời kêu gọi tất cả các vị thần sở hữu kiếm ở thần vực cùng nhau tăng phúc cho thanh kiếm đó các vị thần được triệu hồi đến đều truyền kiếm ý của mình vào thân kiếm, đồng thời trích ra một giọt thần huyết nhiễu vào đó. Cuối cùng, giúp thanh kiếm này mở ra linh thức, đúc nó thành kiếm hồn. Cây bảo vệ thế giới đã ban tặng kiếm hồn này cho gia tộc của vị thần trung thành nhất với nó, nhờ họ dốc lòng nuôi dưỡng thanh kiếm, hy vọng một ngày nào đó thanh kiếm này sẽ trưởng thành, đánh bại được hư không đại quân. Khi đứa trẻ ngày một lớn lên, hư không đại quân cũng phát hiện ra mối đe dọa từ túc mệnh, nên quyết định tăng cường tấn công thần vực sau khi đánh bại hốn nguyên thái cực chi chủ, hư không đại quân quyết định trực tiếp tấn công thần vực. Trong một ngàn năm đầu tiên, không ai có thể ngăn cản được bước chân của hư không đại quân, chư thần lần lượt bị đánh bại, đại lục thần vực bị chiến hỏa quét sạch, bị quân địch xé tan thành từng mảnh. Vô số gia tộc của các vị thần cổ lão đã sụp đổ, ác ma đã bắt đầu cắm dễ tại vùng đất thiêng liêng này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chiến sĩ trung thành, sẵn sàng dốc lòng bảo vệ cây thế giới, bọn họ thề chết, nguyện dùng mạng sống và máu thịt của mình để làm lá chắn che chở cho cây thế giới. Bất chấp hư không đại quân không ngừng mở ra hàng loạt các cuộc trinh phạt, bọn chúng vẫn chưa bao giờ có thể lật đổ cây thế giới. Tuy nhiên, binh lực dưới chứa hư không đại quân nhiều vô số kể, mà số lượng chư thần của phe thần vực ngày càng giảm sút. Khi hư không đại quân sắp chuẩn bị tiếp cận Thánh Sơn, chính vào lúc này, kiếm hồn được nuôi dưỡng bởi cành cây thế giới cuối cùng cũng hoàn thành nghi lễ trưởng thành, giải phóng vận mệnh bị phong ấn. Dưới chân Thánh Sơn, chàng trai trẻ tuổi đơn phương độc mã, một mình chiến đấu chống lại hư không đại quân. Kiếm khí tung hoành ba ngàn dặm, một kiếm chiếu sáng thập cửu châu. Bầu trời tràn ngập ánh kiếm chói lóa, kiếm khí càn quét tàn sát kẻ thù, đội quân ác ma của hư không đại quân đã bị đánh bại, hứng chịu thương vong nặng nề. Chàng trai trẻ kia chỉ dùng một thanh kiếm, đã đánh lui đội quân ác ma hung hãn, khiến bọn chúng thua không ngóc đầu lên được. Trường kiếm đi đến đâu, chính là cường giả bất khả chiến bại ở đấy. Cuối cùng, chàng trai trẻ kia và hư không đại quân đã quyết một trận tử chiến xé nát toàn bộ thần vực thế nhưng dù sao thì thiếu niên này còn quá trẻ kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên không thể sánh bằng hư không đại quân người đã lăn lộn trên chiến trường giết địch suốt hàng tỷ vạn năm qua may thay trước khi vị thần trẻ tuổi này chết anh ấy đã biến cơ thể mình thành một thanh kiếm sắc bén rồi đâm thẳng vào trái tim của hư không đại quân khiến hư không đại quân bị thương nặng hư không đại quân bị trọng thương đành hạ lệnh rút quân khỏi thần vực Đợi chờ ngày tái khởi. Sau vị thần trẻ tuổi kia chết đi, vẫn còn sót lại một tia đàn hồn yếu ớt chưa bị dập tắt. Cây thế giới triệu hồi nó về cơ thể thật của mình, khắc nó lên hạt giống của một thế giới hoàn hảo đang phát triển. Sau không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, hư không đại quân cuối cùng đã trở lại. Nhưng lần này mục đích của hắn không phải là đánh đổ cây thế giới, mà là tiêu diệt hạt giống thế giới hoàn hảo sắp trưởng thành kia. Hắn ta cho quân bao vây Thánh Sơn, còn hắn thì lén thâm nhập Thánh Sơn, rồi đoạt đi hạt giống thế giới hoàn hảo. Mặc dù cây thế giới đã tính toán tất cả những điều này, nhưng nó không đủ khả năng bảo vệ hạt giống thế giới hoàn hảo, chỉ đành trơ mắt nhìn hư không đại quân thành công đạt được mục đích. Tuy nhiên, nó vẫn tìm ra cách xoay chuyển tình thế bất lợi. Để lấy lại hạt giống của thế giới hoàn hảo, nó đã tạo ra một thế giới mới và đặt tên là Thiên Tạc. Thiên Tặc, đạo thần của mặt trăng. Chương 1539, phiên ngoại 3 thần vực vĩnh hằng, trên đỉnh núi thánh, chư thần đứng dưới tán cây thế giới, ngước nhìn quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trên không trung. Quả cầu thủy tinh này được gọi là pha lê vĩnh cửu, có thể phản chiếu tất cả các cõi, mỗi một mặt đều đại diện cho một thể thời gian, một tinh cầu song song. Lúc này đây, thứ mà chúng thần đang nhìn thấy là một vùng xám xịt trong cõi thần vĩnh hằng. Đây đã từng là nơi mà hư không lãnh chủ quyết chiến với vị thần trẻ tuổi, giờ đây nó đã thực sự trở thành vùng đất tả ác, là lãnh địa cấm kỵ của các vị thần. Khi xưa vị thần trẻ tuổi chiến đấu với hư không quân đã khiến thần vực Vĩnh Hằng bị xé nát tan tành, nơi này sau đó trở thành vết thương lưu lại trên đất của thần vực. Trải qua vô số ngàn năm về sau, vết thương đã biến thành vết sẹo xấu xí, vùng đất này cũng đã sinh ra vô số ác ma tà linh. Vùng đất tà ác quanh năm bị bao phủ bởi làn sương mù xám xịt chết chóc, chặt đứt tất cả thăm dò của thần minh. Thế nhưng màn sương xám này không thể che giấu được pha lê vĩnh cửu. Dưới sự chiếu rọi của pha lê vĩnh cửu, chúng thần có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra ở vùng đất tà ác. Ban đầu các vị thần vốn không muốn thăm dò nơi này, vùng đất tà ác là mối ô nhục của thần vực, là nơi thần minh ngã xuống. Cho đến một ngày, sương mù tử vong ở cấm địa này ngày càng dày đặc, toát ra tử ý nồng đậm, cứ theo tốc độ này, tin rằng chẳng bao lâu nữa làn sương chết chóc này sẽ lan sang các khu vực khác, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ thần vực. Chư thần bèn mượn pha lê vĩnh cửu để thăm dò chân tướng, Cuối cùng bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Tử ý nồng đậm như vậy hóa ra lại đến từ một bộ xương khô biết đi. Nó trông có vẻ yếu ớt vô cùng, thẳng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cả khung xương kia. Bộ xương đi đi lại lại trong vùng đất tà ác, trên xương trắng đầy những vết sẹo, có vài mảnh còn không hoàn chỉnh, xương sườn bị thiếu mất hai thanh, xương đùi thiếu mất một cái. Chỉ có hộp sọ là hãy còn nguyên vẹn, trắng trong như ngọc, ngẩng cao kiêu hãnh điều thu hút các vị thần nhất chính là hốc mắt của nó tối tăm và u ám giống như vực thẳng như thể không bao giờ có thể nhìn thấu bộ xương ngơ ngác tiến về phía trước rất nhanh liền gặp phải kẻ tập kích đó là một xác chết biết đi xác chết biết đi này cao lớn khỏe mạnh thế nhưng động tác của nó so với bộ xương kia lại chậm hơn rất nhiều cả hai cứ thế lao vào nhau cuối cùng dưới sự trả giả bằng hai chiếc xương sườn bộ xương đã giết chết xác chết biết đi những xác chết biết đi tại vùng đất tà ác này vốn đều là thi cốt do các vị thần hóa thành sau khi ngã xuống. Thần minh ngã xuống, thần hồn bị giam cầm trong hộp sọ không cách nào thoát ra, cuối cùng biến thành tinh hoa ác linh. Bộ xương đánh bại xác chết, từ trên người hắn rút ra hai thanh xương sườn mang theo kim quang của thần gắn vào khung xương trên mình. Sau đó, nó nhặt một cục đá ở dưới đất lên đập thật mạnh vào hộp sọ của xác chết biết đi để hấp thụ tinh hoa oán linh. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác bộ xương cứ như vậy hành tẩu trong vùng đất tà ác không ngừng bị tấn công cũng không ngừng tấn công kẻ khác dần dần khung xương của nó ngày một hoàn thiện hơn cuối cùng máu thịt dần dần mọc ra che phủ xương trắng nó là thứ gì vậy chắc chắn không phải sinh vật vốn sinh sống ở thần vực nó quá tà ác so với ác ma tà ác nhất của hư không quân thậm chí còn tàn nhẫn hơn tại sao ta không thể cảm nhận được chút tà ác nào trên người nó trái lại còn cảm thấy hào quang thần thánh tỏa ra từ đó làm sao có thể cho dù có là thần minh bị nguyền rủa cũng tuyệt đối không thể toát ta tử ý đáng sợ như vậy được càng chứa nói đến hào quang thần thánh lẽ nào nó chính là ác ma minh giới mà hư không quân vừa sáng tạo ra không hư không quân không thể tạo ra sinh vật hoàn mỹ như vậy được nếu không cây thế giới đã sớm bị ông ta đạp đổ rồi tử ý tràn trề như vậy tốc độ phát triển đáng sợ như thế lẽ nào chúng ta không nên làm gì sao làm gì chứ phái người xâm nhập vào vùng đất tà ác đánh bại nó hủy diệt nó nói hay lắm nhưng phái ai đi đây lời này vừa ra chúng thần đều im lặng không một ai bằng lòng bước vào vùng đất tà ác ngay cả kẻ mạnh như chủ thần thánh điện vùng đất tà ác đã bị nguyền rủa nếu thần minh bước vào đó thần cách sẽ chịu tổn thương không cách nào khôi phục được mảnh đất này không chỉ là khu vực cấm thần ngay cả ác ma của hư không quân cũng không dám bén mảng đến nơi này bởi vì tự ý bên trong đó cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của ma cách theo sự phát triển từng ngày của bộ xương khô nỗi lo lắng của các vị thần cũng càng ngày càng nặng, thế nhưng vẫn không một ai dám tiến vào vùng đất tà ác để tiêu diệt nó. Vào lúc chư thần đứng trên đỉnh núi thánh vì tốc độ phát triển của bộ xương mà yêu sầu thì ở phía bắc của vực sâu, trên đảo ác ma của hư không quân, ông ta cũng đang chằm chằm vào quả cầu pha lê màu đen trong tay. Một người phụ nữ tóc vàng khoác khôi giáp hoàng kim, trên người tỏa ra khí chất cực kỳ thánh khiết đứng bên cạnh hư không quân, lúc này cũng đang chăm chú nhìn quả cầu pha lê kia.